đấy. Nên may không mang ổi run run đi mà lại ổi đấy, có đổi cái tôi đi lấy cái ổi chứ không buông luôn. Cái cua này bây giờ thì mấy năm rồi, vừa mấy năm rồi. Ôi. Chắc mang từ thấy mình ổi bo đây rồi, ổi lão này. À, không hẳn là lão. Đó. Tuy nhiên. Hơi cổ. À đây. Cái rành rành của rành rành của anh Tuấn. Lên từ Thanh Hóa đây, cũng vào nước lâu rồi. Chứ cái này nó dài hơn cây dài ra hơn. Để lát nữa bác ý tiểu, bác bảo nó trẻ lại. Cái này thì thu răm lại bớt thôi, chứ chưa làm được nhiều. Cái này giờ chỉ thu răm lại bớt thôi. Bẻ lại, bẻ cho nó vào form một tí thôi. Đấy. Già, nó giống cây của anh Trương nhưng mà già hơn. Trước. Đây. Và đây này. Cái này thì nó được gì luôn. Tay cành nó giật lên nó muộn, nó non hơn chứ không phải là liền thân như cái này. Đấy. Cái củ nó này, đây là một giai đoạn, đây này là một giai đoạn sau, còn đây là cùng một giai đoạn. Trước có mang đi rồi. Đấy. Ôi, tí nữa khi phải mượn bộ đục của đại ca. Đó, bác ấy bảo lát nữa là quất hết. Đi chỗ kia. Bác ấy đây. Ra bác nhận ra ngày hôm trước rồi, thì chợ Hoàng Hóa là bác ấy vào một cái dây này à. Xong ấy bác ấy bảo nhưng mà không được gì không ấy. Mình lại con này ngang với con của, nói chung mỗi cây một vẻ. Cái này bù cái kia, ngang ngửa với giá trị của cây bánh trơm trước. Này bao tiền anh Trương ơi? $4,500,000. Này này này. À vẫn là sống. Run dế quá. Mẹ dối quá, giật cái ngọn này thôi mẹ, một cái cần mẹ đua ra thì lại đang bị lụi. Này toán ổi là ổi. Si đa ôm nhau này. Si đa ôm nhau này. Này chết. À, xanh đa nhầm. Cây dành dành nó bảo bao nhiêu? Cây dành dành là của anh mang đi chơi. Khó quá. Thế khó. Để đây nhiều người hỏi là cứ tưởng bán. Có cây này này thì hay này nhưng mà nhiều tiền quá. Đây cây này. Vừa bảo 14 triệu hay mười mấy triệu đấy. 14 triệu. Si. Tầm 3 giờ
đây xem cốt này thì nó không hợp gu của mình, dỗ chết kinh quá, dỗ kinh quá. Cà phê nào? 14 triệu. Nhìn cái này bạn thích thật. Bệ khỏe vãi cả trường. Dưới này mình không kéo có cắt. Giờ thấp đi thì nữa rồi đi nữa. Dưới này không kéo có cắt chê đấy nhỉ. Ngày xưa ai đi hết rồi đấy nhá, nhà không còn đâu, còn hai con là hết rồi. Còn sau này vẫn vì Nghĩa Ân, nếu mà chơi dành dành vui rồi. Về Thái Bình là quả này chơi đến Tết, đúng đến qua Tết thì hết quả này. Chơi lúc ấy chín nó mới đẹp. Chín nó mới đẹp. Con này bao nhiêu đây anh? Quả chơi qua Tết. Quả này có hai cây thì phía trước không em đâu, sở hữu cây rồi. Trước em xem rồi nhỉ? Cây hơi thấp đó. Con này 2 cân, 3 cân. Con này 2 cân, 3 cân. Đẹp đấy. Chơi cây nó có hậu này. Cái này làm đã kỹ. Ông mẹ thích cái tông cao giật đây này. Mức độ giật này thôi còn bàn cãi gì nữa. Sau đây giật kỹ thêm ít nữa rồi. Ôi, thằng riếp. Làm gì mà đẹp quá thế đi. Vừa chơi vừa giật. Thích cái bệ nó khỏe á. Đều khỏe. Về đội của anh giật kiểu gì giật. Thôi được. Chờ giật thoải mái. Trúng quả này mức về đừng bán vội nha. Ừ. Bán vội. Thôi được. Làm này cho nó ấm nhé, chứ còn đúng là đợt đồ khỏe này, làm cho nó hoa đặc biệt. Sắp được rồi. Dệt hết, hết dệt to này. Tí nữa mới quay lại xem. Này toàn mang mấy cái nhỏ nhỏ đi nhỉ. Trước em lấy cái cây nhỏ nhỏ luôn luôn ra buồn muộn này. Đợt này không có lấy cây nào mà dáng nó được như vậy. Ém thì thỉnh thoảng thả ra cái rồi bay hết đợt này lại mang cái lượt làm cái ta thèm lên. Cái đá cứ để đây không hay bỏ cái đá kệ anh ạ. À? Kệ đấy thôi. Kệ đây thôi. Ẩm nên rêu tốt thật. Sao nào? Sùng. Tất cả những cái hộp trước vẫn còn đấy. Xanh xiếc. Mình múc cây rau liêu thôi, còn cái này không phải vụ, không có gì đặc biệt. Đáng lưu tâm lắm. Để quay lại xem mà. Đấy. Như xem hội nhỉ. Cho lên chậu thì nó dễ, nó không cứ, nói chung là nó nắng êm được, nó nắng nó khó phân biệt, nhưng cái này nó bắt đầu hơn tí. Bởi vì là nó, bởi vì nó là chi thứ cấp rồi, không đỡ rồi, nhưng mà ông này này, to rồi. Hai tay vì sao nó có đùn to rồi? To chứ anh. Phải to thì mới cật xem cái gốc kia chứ. Kiểu gì đó, xu hướng lớn là nó phải to rồi. Nuôi dài ra to ngay. Đấy, thế bảo là khi nào mà ví dụ cành này nó bằng ngón tay thì cành này nó sẽ bằng gần bằng cổ tay. Mà muốn cành này bằng ngón tay nhanh thì
cá sấu. Cá sấu lâu chơi. Ở chết quên không mang cây ấy ra nhá. Dạ vậy. Ông rồi xem ở trong khu vực quan có những nhà ông bán chậu kinh hoàng luôn. Một tám quan có ông gì nhỉ? Quên bố tên này. Hùng Hương. Mà quay của ông bác gì bác quay lên mà vào nhìn quanh mà gần nhà thờ Hùng Quang ấy. Hùng Hương. Dạ. Nhà bán chậu quy to nhất. Vâng, bảo là hôm nào rảnh chạy vào ha. Qua. Chạy vào xem quay hướng kia. Kiểu bác mua về đang bác rút một góc thì bị quên ấy. Nhiều quá xong rồi bây giờ là không. Mà cũng nhiều bên chiều khúc chiều kiếc mấy ông kinh phết đấy. Đấy. Ở nhà bác ý mà còn có mấy cái tùng la hán rồi nhìn ở trong video cũng phục. Dài dài đấy, cái chị mặc áo vàng thì là chị Hoa đấy, dài thuần thuộc không biết là ai chồng như kiểu đi đám cưới là đúng xe đám cưới này. Thôi bỏ cái này để quên cho đây nhá, cắt luôn cho đẹp, cắt nó lại mới hết này là đẹp. Nếu mà để là sẽ bị số ấy bị to đó, nếu mà để cái số ấy sẽ bị to hơn là sẽ nó lên lại mới cho nó lên đồng hoàng rất đẹp. Hỏi đúng con hot đấy, hỏi đúng con hot nhất ở đây. Trông nó sáng ngay nhỉ. Con này lùn đẹp lắm. À, đúng tỷ lệ. Khẩu độ này không còn gì. Đây đúng là đi kiếm thay cái chậu, lấy cái chậu này cái gì. Bây giờ thì đây là cắt nước đấy. Cắt nước lâu lâu thì cắt nước. Cái này bao nhiêu anh? Nhật Bản à? Nhật Bản. Con này phải nói thế này này, cái này là đúng thủ công 100%. Mà cái này là do nhà vườn đặt nó rèn làm, không thể nói làm ra để bán. Ui, bao giờ có. Thái Bình nhiều nhân tài quá. Không, cái này đồ Nhật. Không đúng rồi. Mua Nhật Bản. Nhưng con này đây nó rất mất thời gian. Nó mua được 2 con một lúc. Cái này là gọi là nhà ông làm vườn sát nhà ông nó rèn. Đặt nhà ông làm. Không ai làm cái loại này cả, chẳng ai làm. Quá hiểu nhau rồi. Đấy. Sắc lắm. Thích nhất là cái tỷ lệ hết rồi bán hết tỷ lệ hết, không còn một sai này thì thế rồi. À đây mới tinh rồi, mới tinh nhá, trước bán hết nhá. Cái này giống cây trước vàng, con sai bán hết rồi. Tỷ lệ như thế không biết chơi tiền, không biết chơi tiền, không bao giờ thích. Bởi vì bé đây ghế này không không bao giờ thích cái này, mà sẽ xử lý dần dần, cuối cùng là đây này, lớp đấy lấy lớp dễ cốt dưới đi cơ này. Tôi sẽ không chơi cái lớp trên nữa mà chơi cái cốt dưới này hết rồi. Đây là cái tường vi anh, tường vi. Đây bao tiền này? Đồ nghệ nhân mang đi chơi. Chơi thôi. Tất nhiên để làm cái này là cũng còn phải suy nghĩ. Xem là tạm thời thế đã, tạm còn phải suy nghĩ. Ok, cho nó khỏe đi.
cắt nước, cái cắt nước thì đầu lẩy thật khỏe này, có nhiều lá không, không bơm nước vào. Còn về cái này nếu xì có thuốc sâu xì cho nước cho nó trời. Tại vì cũng có thể cứ lấm tên len này cho nó sạch như tên nó mạnh. Nhưng mà mới ra nó không bị xịn gì ấy. Cái này nó vừa đang lấm tên len hết. Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Cái này á. Tại vì từng vi già là lá nó hay bị muội. Đấy. Chẳng muội mà cái thân nó cứ đen đen đen. Thuốc sâu đen. Loại thuốc gì đấy? Để phun gì đấy nhỉ? Nước chuẩn nó lò phun gì nhét thì nó chuẩn. Lấm bệnh thì gì nhét là chuẩn. Ừ. Mà trên này chắc gọi là chuyên phun thông cái gì cả. Đấy, hàng mang đi chơi ra đây rồi. Chỉnh trang lại luôn. Bớt 200 ra hàng 50.000 nữa. Bác Trung Châu là bác nào? Bác Trung Châu là bác đang ngồi trong... Vâng. Nhà nhiều cái đèn mà ít mang. Đấy, bác đẹp đang ngồi bán không không. Vâng, làm kỹ lắm rồi. À đây, đây, đây. Chi tiết rồi không? Ít tuổi anh, nhưng tầm 1. Anh phía dưới. Vườn thì to mà toàn mang những cây đấy này, cái chợ mà. Ra chợ thường thì mang mấy cái này lên với bạn và vừa thì bác thì trưng cái này nó có cái khó là nó vừa vào dây thu bạo quá, nó là vừa mới ra thôi, dây đây sượt ra nó mới ra dây nhưng là nó cây nó còn yếu. Tất nhiên cái mầm này nó ở trên thì nó ra rất là nhiều, nhưng mà dưới thì nhiều cái biển vào dây thô bạo quá, này ra dây bị cũng bị thô bạo quá, nhưng mà sao nó không giật vào gắn mà để dài quá vậy? Chưa. Cái ngày xưa người ta dầm dây mày, ừ, quấn chẳng chịt đấy. Ngày xưa chắc phải chủ thứ mấy rồi, chủ gần đây thì cũng chắc không chuyên tâm lắm mà chỉ. Chúng ta là bác Trương là có một đôi rồi đấy. Cây kia với cây này xong rồi bác sẽ đôn mới lên thành cây đấy, vậy bay đi nhìn nó để lại một tí sau nó ngậm lại thành cái chu đấy. Vậy tí nữa phải thửa ít keo để sẹo khoáng hẳn chỗ giao điều sáng lên, nó thoát thân hơn. Đây thằng cu ngay đây này, bạn dâm anh có keo được sáu nói nó thoát thoát được cái cắt cái nó thoát được cái bệ rồi. Cây này thì được cái cổ này thì nó lại bự hơn cây của anh, nhưng mà cái cục này thì nó lại kém hơn rồi. Mịt mịt cây là khác hẳn. Nếu mà cái hôm trước mà anh lấy rồi thì tôi này anh sẽ làm cho nó thành cây chồng rồi cây kia là cây vợ, phải không? Làm đôi vợ chồng thì nhỉ? Tức là hôm nay mà hôm nay là được độc phòng ấy. đang sắm sửa trang điểm đấy, đang đưa đi trang điểm, đang đưa trang điểm về gặp vợ nhỉ? Chắc là gặp vợ và vợ hơi mập tí. Hôm nay là cũng không đơn giản đâu, mỗi cây một vẻ đấy. Trống thì không so sánh với mái thì nó cập kia, mà trống phải so sánh với trống khác. Riêu cứ để hay là bỏ? Cứ để đấy.
chậu thì tạm thời cứ để đấy. Long chậu. Đó, chậu rồng rồng rồi sợ chưa đến tuổi. À đâu. Bây giờ chậu đời mới có phải chậu cổ đâu mà sợ anh. Chưa đến tuổi. Hay đấy. Trong cơ bản bây giờ chỉ có cơ bản là chỉ có bẻ lại một số cái tay cho nó và cho nó gọn cây thôi, chưa làm gì. Hiện tại thì chưa. Hôm nay là cái đội ví dụ như cái này tí nữa thu bỏ lại. Chắc bây giờ thu gọn nó vào cái này bấm một cái đầu. Không bây giờ giãn cho nó đều cho nắm quả. Bây giờ mình thu đấy tay nó mỏng. Cái này phải gắn bớt. Không, đây. Cổ nó đang bị to. Cành này nó to hơn hẳn đấy. Chỗ này nó đang hơi rối. Cơ bản là nó cây hai thân không không cây nào đang ở chợ Hà Đông. Đấy, lại có ông hỏi về cành. Cây hai thân nay chưa lên sóng chưa biết. Đấy, lại hỏi cây của anh. Nhiều lắm giờ không nhớ được cây nào. Những cái ông ấy tặc lưỡi là thêm. Chắc ông này hôm cũng hỏi cô em. Cái cây mà cắt răm cái lá đúng không? Thân nó ở trong cái ang tròn tròn. Chả nhớ. Bán ở chợ một mình chợ Hà Đông cơ. Bác ở đâu? Bác ở đâu? Một mình chợ đông lắm. Tôi dành cây này. Tôi dành cây này. Sáng ra nhà ông Lập nhưng mà bao nóng đây. Không thấy cây nào mới. Bánh bao đây. Lên nhớ mới nhiều quá căng thẳng đấy. Hả? À, lên mới nhiều quá căng thẳng đấy. Phải bay đi mới lên mới. Kiểu còn là Hán gì đấy. Không làm gì. Làm gì 15 đôi 10 nó phải trên chậu. Nó phải ngon lành. Cái này chả có chân chứ kìa. Nhìn thì ghê tí thôi. Tí nữa phải ra nghế tí. Bác Nhạn có lên chợ không? Chắc có đấy, lên chợ to rồi đi. Qua gặp ngoài đường thấy đi lấy hàng ở đâu đấy. Sang tên rồi đấy, cái ổi sang... À không phải. Kê. Sang thì hơi khó đấy. Thích thì thích nhưng mà ít người dám chơi. Nhỏ nhỏ ông chậu này nhiều người thích bê về cái đấy. Cái đấy thì ông nào biết làm về chơi thôi. Cái ổi hơn triệu cây to rồi. Vâng, bởi vì những cái ông mà bán cái này là không bao giờ gặp bán đắt. Thì cây này anh mua trên Hoàng Hà Thám anh có thể mua 3-4 triệu. Vậy trên đấy phải thế nó mới bán. Quan trọng mình có thích không ấy. Còn ở dưới này chấp nhận chở đi tận đâu lâu chở đây thì phải bán thấp hơn. Bởi vì người ta mua ở đây lên dưới đấy người ta bán. Như hôm trước em mua cái ổi đấy phải mua đắt đấy nhưng mà tại thích. Biết là trên đấy nó bán như thế rồi. À, hôm qua gốc cây du như thế hôm nay. Cái du ấy cái này. Chữ tư. Cây đường vệ của cái bố bắt đầu tươi. Chắc là Tết này nó ra lá đỏ mà xong rồi bước đi là cứ để đấy chơi. Vâng. Cây đấy kiếm được riêng. Ở nhà em không có cây nhưng mà nó hoành nó chưa được. Ngon, cái này cái trực. Đang làm tí siêu nó dần tan áo. Này, xanh này hay phết nhưng mà hơi căng. Để đây chứ, bao giờ đây? Quê. Đó, đá xuống là thay cho chụp được mấy viên. À, đấy chụp cho em. Mở cái kia này, ông vừa ba cái này ông đang ở trên mạng.
bay 5 đồng rồi. Nó là bay 5 đồng rồi. Đó là dưới cái này, cái phần cái này. Đấy, xong bắt đầu ra mấy cái ổn quạt quải. Rồi. Ngày trước ông có mấy cây đẹp không? Đấy, cái gì kiểu này thấy. Rồi. Nó bảo ông ấy, đồng chí đấy bảo là có phá lý cho người mới 6 lượng. Rồi. Nếu mà cái ông bảo luôn phải cũng bảo. Con này đẹp. Rồi. Con này hay đấy. Con này có nhiều hay hơn con vừa nãy. Đấy, con tự nhiên. Rồi. Rồi. Nào con này hơi lâu đấy. Quải. Trông thấy trông hơi lâu đấy. Dành. Dàn con này dàn ra được luôn thì nó phải bịt tít thì rồi ông cũng phải đi gửi, toàn đi gửi cây đó, cái nhà bắt khách hay gì đấy. Đấy ở đấy là khoảng có 5-6 anh em bắt đầu là đủ một bơm rồi. Cũng đấy là có vẻ là khoái được chè đấy, cứ rủ lại bọn nhậu bọn thôi để nào đi cùng. À, đây ông ấy mới lên gốc xanh Nam Điền. Ông có không có gốc xanh trực hoành mà người sẽ cắt đi cái tây hoành mới khủng. Ok. À, hơi nhiều tiền. Con tượng bia của anh để từ lúc gì mà cứ xịt xịt. Không đỏ. Không rõ ở dưới dưới gì em không nhận ra mà. Kiểu như là hay là trên. nước giếng khoan. Có thể nước nguyên nước khác. Em có coi nhưng nó là thân nó nhỏ rừng. Mà ở đây các bố có chơi xanh, bố vứt cái này vào cái góc à, cái bóng, bóng ra rồi. Chứ có phải là không chơi đâu. Bóng rồi. Bóng. Thế em mới bảo là bóng à? Có nghĩa là về cả đất cả những cái đang thì tối. Không phải gu của mấy ông nhỉ? Ông gu tao muốn rút về đấy rồi. À không phải. Dành dành cái dành những cái dành. Chiếc ô tô của bác à? Dạ vâng ạ. Cái cây làm loạt cây gì đỏ ấy, bao nhiêu cây, mấy cây đấy, mấy cây một cây, biết mấy cây một cây giá siêu rẻ, thì anh bảo loạt cây gì đỏ như đấy, để tả cho biết là cây gì nào, mua buôn hay là ấy kiểu thế, thế hỏi cái lô cây này thì bán thế nào, anh ấy 400 một cây, gì, còn xanh là 600, 400 kim xì này. Không biết đằng góc kia có gì hay không? Chốc sau này thằng nào cũng lại chửi ông ở nhà thầy giáo, thằng nào cũng lại vào kỹ chứ để biết nữa. Ừ. Dạ, đi xa, chị Hoài. Ai gửi à? Dạ, gửi. Mất cái đấy đấy. Đẹp lắm. Chị. Chị tha thiết lắm rồi. Đây này. Khu vực đông đúc phết đấy. À, vừa mới xuống cái gì kia. Nó đói lắm, xuống đói nó nhìn rồi, xuống đây đói lắm, nhìn nó bị gãy, thôi, xuống đây nó đói lắm. Chưa được, 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 xuống đây đấy là xong cái này bao nhiêu mày? Dạ. Em mua lâu rồi. Mày chơi. Chơi hôm nay lôi ra để chỉnh sửa để cho bác hôm nay bác quất lại giúp mình gần mình chơi theo kiểu phá. Bao giờ nó phải được như chỗ này? Bao giờ nó phải được như đoạn này này. Đó. Ngắn. Cái đấy. Cái này sao? Cái này bao nhiêu này hả? Sao? Con này anh 2 triệu ạ. Thôi cứ